Ui, chói mắt kinh khủng các bạn. Hôm nay nó không còn nắng, nó có gọi là nắng nhẹ. Thật ra đây không mở được mắt, sáng quá. Ôi, trời mù nhỉ. Nay dậy muộn, không kịp ăn sáng nên vẫn đã phải đi rồi. Đây em đây, em đây mang đồ lên xe điện rồi mình di chuyển ra cái chỗ tập kết bán. Rồi mình đang có mặt ở cổng vào. Thuyền đang đua bên trong kia, đang tập ở trong kia luôn. Xem trong này có gì nào. Đợi tí nữa cả đoàn đủ rồi mình bắt đầu mình sẽ bắt. Nhìn thấy rồi. Đây, cái thẻ để đi vào. Thẻ ghi là thẻ support nghe phèn. Bên đây thì cùng anh luôn đi. Trên điện thoại anh cái chỗ nào cây xăng gần nhất đi. Anh em tôi đang đi kiếm mua đồ xăng. Đi đổ nhiên liệu thôi mọi người. Sáng nay thì bọn em sẽ sửa bán, khắc phục bán những bán hỏng và những bán trục trặc để đến 12 giờ trưa nay sẽ bắt đầu là mình hạ bán xuống để diễn tập. Ok. Bây giờ cũng khá là nóng, thời tiết Quy Nhơn hôm nay không có gió và nắng to nên cũng khá là mệt. Đây là con ván quen thuộc của mọi người. Mình đang tiến hành sửa cái cục pin của nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trước này. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 chiếc ván phản lực và 2 chiếc e-foil. Các bạn có thể thấy ngoài kia là cái thuyền động cơ F1 đấy. Hiện tại chúng tôi đang thấy được có 6 chiếc thuyền đua. Những chiếc thuyền đua được người ta chuyển đến đây bằng xe tải và sẽ được cẩu cần nâng từ xe tải xuống. Và nếu như mà các bạn mua vé từ 800k đến 10 triệu thì sẽ được ngồi ở phía trên này. Vì đây ở đây ồn quá không thể nói gì được. Rồi câu lạc bộ mình chiếm cả cái chỗ kia luôn. Ở đấy khá hoành tráng chứ. Rồi bây giờ mình sẽ đi chụp ảnh đấy, chụp ảnh tập thể đấy.
cốc nước. Họ đang rất nóng lòng để được thi đấu tại trận này. Hiện tại chúng tôi đang lắp đặt và chuẩn bị cho trận tuyển. Vì chúng tôi đã bị va chạm nhẹ ở vòng đấu trước, giờ chiếc thuyền đã sẵn sàng. Kéo thuyền về rồi và mong là nhảy tay đua ở bên trong không sao. Vâng, chuẩn bị từ sáng giờ thì cũng mệt rồi thì đoàn em đi ăn cơm. Hôm nay ăn cơm bụi thôi ạ. Vâng, xin mời mọi người ạ. Ăn cơm ngon đấy. Hôm nay em có gà, có trứng và có sườn. Có cái con máu này đặc biệt này. Mắm nêm. Mắm nè. Nhưng mình đến lớn qua đây này, qua đây ngon, cái bánh này ngon lắm, ăn mấy cà pháo nha. Đó. Chuẩn thế giới chưa anh? Chuẩn thế giới, cái này chuẩn thế giới rồi. Ăn tại chỗ đua F1 mà H2O mà không chuẩn thế giới cho được. Thấy em bự bơ quả được mày, cái lượng tóc của anh Mọi người nhìn này. Đấy. Mét 63 xước to đùng. Rồi đoàn mình đã được thả xuống nước rồi, chuẩn bị như cá gặp nước rồi đấy. Ơi mở cổng ra cho đoàn đi nào. Rồi ạ. Tiên đúng không? Nào hạ ván, từ từ xuống. Uống. Uống. Đi từ anh nhá. Vâng, khởi động đi. Của anh Việt hạ ván trước rồi. Đúng nhanh đấy. Đi đây.
đây là màn kết hợp giữa bán phản lực và dù động cơ. Đấy, các bạn có thể thấy được 5 chiếc dù bay đang tiến lại gần khu vực khán đài. Và câu lạc bộ bán phản lực mình cũng đang tiếp tục là chạy đội hình để chuẩn bị kết hợp với nhau. Đây là anh Trung, anh quay về đi. Anh Trung đang thôi vào tao một đàn đi. Em đụng chiếc áo bắt đầu đèn để nó xếp đồ. Nhưng mà đầu tiên không kêu vào rồi. À nó kêu vào rồi. Thế là không kết hợp được à cơ? Không kết hợp được. Thôi như này đẹp rồi anh ạ. Đây em nhìn thấy rồi. Bay được hết rồi. Được chưa anh? Được. Cái này chơi thì cũng dễ thôi. Cái này combo mình là ở đâu? Đánh này. Em là ở Hà Nội. Hà Nội. Ở trong câu lạc bộ thì cả nước mà. Thì chủ yếu là mình sẽ ở Hà Nội và ở trong miền Hồ Chí Minh này, rồi là bên Đắk Lắk, trong này cũng có các thành viên, nhưng mà Hà Nội thì nhiều hơn. À. Chơi này dễ lắm. Quy Nhơn anh chưa thấy cái này. À vâng, Quy Nhơn thì như trước đứng lên và đứng lên sỏ hai và hai cái dép này. Đấy, xong mình cầm cái tay ga này, mình bóp tay ga để điều chỉnh cái tốc độ của mình. À tốc độ trọng lượng của nó này không? Cái này tổng trọng lượng của nó, tổng lượng khô ấy, chưa có nhiên liệu, nó là 18,5 cân. Nhẹ anh ạ. Nó chứa được mấy lít xăng. Cái bình xăng này là được 3,5 lít. 3,5 lít. Chạy thôi, chạy bao lâu? Nếu mà anh chạy thẳng như này thì anh chạy khoảng 30 cây. Không phải tất thể thao cũng chơi được thoải mái anh ạ. Mà nó cũng rất là phê, rất là thích. Là điều khiển bằng cái chân của mình. Vâng, điều khiển bằng anh chỉnh hướng chân đúng không? Mình cứ nghiêng người sang bên nào thì nó sẽ đi sang bên đấy. Nó giống như kiểu là trượt ván trên cạn ấy. Rồi. Chuẩn bị sẽ biểu diễn cùng với cả dù bay kia kìa. Nhìn nó khá là chuẩn chỉ đấy. Tại sao mình chờ anh Tùng quyết định? Anh Việt, anh có bộ V5 Flip
Việt cũng là một trong những người chạy E-Foil mà đẳng cấp nhất ở Việt Nam. Cái sóng này có chạy không? Đấy, bay được kìa. Nào, nhìn lạ ngay. Chơi cả chiều rồi, giờ trời đã tối rồi. Và mọi người nhìn kìa, ở bên kia có cái cầu thị nại ấy. À, đẹp chưa? Rồi dọn đồ lên xe rồi là mình đi về ăn cơm, ăn nước. Đây có cái văn nghệ hay phết. Đẹp thế nào nhá? Rồi, anh em tôi đi ăn cơm. Nay mình sẽ đi ăn tơ quán Đông Minh. Bò tơ thấy bảo bò tơ ấy ngọt lắm. Mọi người xin mời mọi người vào ăn cùng đoàn mình nhá. Bí bao tử. Cái giống rau hơn là giống bí. Kiệt anh có cái xe rất là xịn như này và nó chỉ có một bánh thôi đấy, con này chạy bằng pin. Anh Kiệt anh bảo là con này có thể chạy được tốc độ tối đa là 90 km/h đấy. Thì tí nữa mình sẽ thử trải nghiệm với con này xem nó như thế nào các bạn nhé. Quay à,
được không anh?